em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm, cho một ngày lành trong năm anh sẽ qua anh thương em về, và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê, tình đang vào nổ rộn ràng từ đây tiếp sẽ theo chàng. Nếu như cuộc đời này không có em thì anh đây biết xong làm sao, dù cho có sang giàu thế nên anh về anh thưa má ba, hẹn ngày đi qua nhà em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời, dù giật đôi sao giờ anh đây chẳng dối nửa lời, ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một, rồi mình tòa thè tu tí mai sau đón thêm đàn con. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm, xong làm sao dù cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba, hẹn ngày đi qua nhà em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em thương nhất trên đời, dù giật đôi sao giờ anh đây chẳng dối nửa lời, ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một, rồi mình tòa thè tu tí mai sau đón thêm đàn con. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm, còn một ngày lành trong năm anh sẽ qua anh đưa em về, và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê, đình đang vào nổ rộn ràng từ đây tiếp sẽ theo chàng. Cuộc đời này không có em thì anh đây biết xong làm sao, dù cho có sang giàu thế nên anh về anh thưa má ba, hẹn ngày đi qua nhà em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em thương nhất trên đời, dù giật đôi sao giờ anh đây chẳng dối nửa lời, ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một, rồi mình tòa tè tu tí mai sau đón thêm thằng cu. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm, trong một ngày lành trong năm anh sẽ qua anh đưa em về, và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê, đình đang vào nổ rộn ràng từ đây tiếp sẽ theo chàng. Vô là vô là vô, ngày vui mình cùng nâng ly, dòng tay phu thế càng chén ru tình. Say là say là say, ngày vui mình cùng say đi, để năm sau mình đón bé trai đầu lòng. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm, còn một ngày lành trong năm anh sẽ qua anh đưa em về, và đám cưới trên đường quê đi trên con đê.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhiên cơm ca sáng nhẹn như mái trường dưới ấm cành đổ là mai.